Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố do trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Đình Khánh Vân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. 9 tháng đầu năm, phường Hòa Thuận Đông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu ngân sách đạt 73,1%. Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn, vận hành mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với bộ máy đúng theo quy định nghị quyết 34 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục để đáp ứng hiệu quả các công tác của địa phương. Với mô hình mới, cơ chế vận hành mới, cán bộ công chức đã phát huy vai trò trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trong quá trình phục vụ nhân dân. Tại buổi làm việc, phường kiến nghị thành phố quan tâm chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách, bố trí đất để xây dựng trường trung học cơ sở phục vụ nhu cầu học tập của con em trong phường, có phương án thoát nước tại công trình giao thông phía tây cầu Trần Thế Lý nhằm đảm bảo đời sống của nhân dân.